Xin chào tất cả mọi người nhé, lại là Hà đây. Hôm nay Hà quay video này để hướng dẫn mọi người cách chạy bình luận tự động ở phần mềm Shimmer Facebook Pro. Thì trong video mà thêm tài khoản rồi thì các bạn sẽ đến mục là bình luận bài viết. Thì các bạn mở phần mềm Shimmer Facebook Pro ra, các bạn đến mục bình luận bài viết cho Hà. Các bạn ẩn chọn bình luận bài viết. Thì đối với mà một cái phần bình luận bài viết này thì các bạn cần tích chọn các nick cần chạy. Sau đó thì ở mục này sẽ là mục đây, sẽ là mục bình luận, nội dung bình luận. Thì các bạn nên có một cái mục như thế này, Hà sẽ gửi cho mọi người. Thì mỗi lần mà chạy thì các bạn nên cài tối đa là nên cài ít nhất là mấy chục cái nội dung bình luận để cho nó thay phiên nhau, nó không bị trùng lặp ấy. Thì Hà soạn sẵn như này là gần 20 câu bình luận thì Hà sẽ copy. Và mọi người lưu ý là copy là đầy đủ những cái dấu ngoặc này nhá. Nếu như không có dấu ngoặc này thì nó sẽ chạy nguyên cái list này luôn mà nó không hề chọn một trong mấy cái để mà chạy. Đó, thì các bạn sẽ nhập vào đây. Các bạn sẽ có nhiều kiểu chạy, một là chạy random bạn bè, hai là chạy mặc định. Các bạn để mặc định như thế này thì nó sẽ chạy những cái bài viết mà đăng lên thì nó sẽ chạy. Và khi mà các bạn chạy thì các bạn lưu ý này, ở cái mục thông số Hà sẽ hướng dẫn nhanh thôi. Những mục thông số dưới đây thì các bạn nên chọn số lượng chạy là 100, số lượng chạy là 50. Đối với 5 nick thì các bạn là 50, còn các bạn mới chạy thì các bạn nên chạy từ 20-30 thôi. Sau đó mình mới nâng dần lên, nghĩ từ 50 đến 150. Đó là thời gian, nghĩ thời gian cách nhau của những cái comment ấy. Delay mỡ trôm, tức là khi mà có 5 cái nick, đúng không? Hà đang chạy 5 nick thì mỗi nick nó sẽ mỡ một cái trang Google Chrome lên để chạy. Thì delay mỡ chrome này, khoảng cách giữa chrome này đến mỡ chrome khác nó sẽ là 15 giây thì nó sẽ an toàn. Các bạn chạy càng nhiều nick thì delay giây này á thì mình sẽ càng tăng lên nhé. Đó, sau khi mà đặt các thông số xong rồi thì các bạn tích chọn hết này, tích chọn hết những nick mà các bạn muốn chạy. Đó, sau đó thì các bạn ấn, các bạn có thể chọn hình ảnh hoặc không, như Hà thì Hà không chọn và Hà sẽ chạy nhanh như thế này thôi. Sau đó các bạn sẽ ấn chạy ngay. Thì tùy vào tốc độ mạng của các bạn, nếu như mà các bạn mạng mạnh ấy, thì ấn chạy ngay thì nó sẽ hiện lên luôn các trang Google Chrome của bài viết. Như đây là mạng của Hà là đang chậm. Đây ạ. Tức là khi mà mạng ok rồi thì nó sẽ loát ra những cái trang Google Chrome của mỗi nick khác nhau như thế này. Đấy. Và nó sẽ bắt đầu chạy. Vậy là các bạn sẽ xong cái phần chạy bình luận thôi. Thì đối với cái mục mà chạy bình luận tự động á, thì các bạn nên để máy tính nó chạy. Các bạn nên để máy tính nó chạy như thế này. Các bạn không nên mở cái ứng dụng khác ra nhé. Như vậy thì nó sẽ chạy được hiệu quả hơn ấy. Đó. Và mỗi lần chạy như thế này thì các bạn nên canh, nhiều lúc nó chạy quá hoặc gì, nhưng mà các bạn trong lúc chạy thì nên để cho nó chạy chuyên, không nên làm cái tác vụ gì khác. Tất nhiên là vẫn có thể làm được nhưng mà không nên. Đó, như vậy là Hà đã hướng dẫn xong các bạn phần chạy bình luận tự động rồi. Thì đây là cái mục chạy thông dụng nhất mà Hà hay dùng. Còn nếu như mà các bạn muốn chạy theo list bạn bè hay là list những người hay tương tác với các bạn hay là những cái khác thì Hà sẽ lên video khác rồi. Nếu như các bạn có thắc mắc gì thì các bạn liên hệ với Hà qua Facebook Trịnh Thu Hà Zila hoặc là Zalo 0986 185 191. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.